Còn những câu lệnh này là để xây những cái hàng rào, những câu lệnh này là để xây những chiến binh, những câu lệnh này là để xây những cái bẫy, những câu lệnh này là để xây những cái kho báu, những câu lệnh này là xây những con quái vật. Màu đỏ là quân chúng ta, còn quân màu xanh là quân quái vật. Quân đây là nhân vật con điều khiển, nó đang chạy theo con chuột của con.